Chào các bạn, thì hôm nay em có nhận cái xe quay S100 của anh trai chạy từ dưới cái gì ôm quên rồi. Cái gì dưới Vĩnh Long á, cái gì ôm quên rồi ta mới đã. Thì bảo dưỡng máy lại. Thì bây giờ em sẽ mở con máy ra cho các bạn xem trà ôm hay gì á. Hả? Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Tình trạng đồ xe em anh gỡ ra, đầu tiên là bụng dưỡng của em á là chưa trẻ, cho nên chắc chắn cái gen của em là nguyên gen Vinh, tại gen Vinh. Đó, phần máy. Rồi bây giờ đầu dơm bên này nè, là nó bị dập răng, anh sẽ kiểm tra răng, anh làm răng lại cho em. Rồi toàn bộ máy này anh sẽ rửa sạch sẽ hết, anh thay bạc bản máy ha. Giờ phần nồi nè, đó nồi này em đưa anh nè, là hợp lý em à. Tại sao nồi này á, là người ta đi 4-5 tép nè. Đế ba kèn là đế ba kèn Vinh Thái nè. Thì bây giờ người ta dớt ở trong rồi hết nè, cả bầu trời công nghệ đó. Thì bây giờ là anh sẽ tiến hành á là thay lại đế ba kèn Vinh cho em bê tông đó. Các bạn coi khi mà xe đi lâu nè, bê tông đóng khối cái này nè. Rồi đầu ở đây cam cò, đang cam cò lô nữa nè. Lột cam nè. Đó, thì bây giờ là sẽ trả giờ lại hết toàn bộ Vinh. Rồi cúp nhông nè, các bạn thấy bởi vậy nó nói xe đi nhiều, cúp nhông nó mòn nửa đầu hết nè. Cho nên là các bạn thấy mà khi mà em làm máy, tại sao em thay bộ số? Em thay bộ số là em nhằm mục đích để chủ xe có thể tiếp tục sử dụng lâu dài sau này, 5 năm, 10 năm nữa vào chiếc xe của người ta. Chứ không phải là khi làm cục máy xong thì chỉ khoảng là năm là phải chẻ máy ra lại. Đó, mình tính tới cái độ bền các bạn rất là nhiều. Rồi qua lăng còn ok nha. Chào anh trai, đây là cọng lốc xe anh. Thì các bạn có thể thấy nè, nhớt cháy đen đúng không, cháy cỡ này. Rồi bắt đầu camera vô, cháy đen cỡ này. Thì bây giờ ngồi trà rửa nè. Đạt đưa lốc lên con. Đó, nó ra mới cỡ này. Thì ví dụ nhiều người á, người ta, mình không biết người ta bị cái chứng bệnh gì, người ta gấp gấp như nước sôi đổ vô hén vậy. Làm máy mà sáng bỏ hỏi chiều lấy không? Nồi mà thời gian tôi ngồi tôi rửa vậy không hết ngày hai ngày rồi. Có nhiều ông gấp mà muốn rẻ, mà muốn bền, mà muốn êm, mà muốn sạch nữa. Tôi nói mấy ông nội luôn, quỳ lạy luôn. Không có ai làm được chuyện đó hết mấy ông nội. Cái gì mấy ông cũng muốn hết á. Có nhiều anh vô, anh không có thời gian. Ủa không có thời gian đi sửa xe chứ mấy ông nội. Ở tiệm em nè, đó, thấy một cục máy không mà hai thằng ngồi rửa. Ở đâu ra? Rửa liên tù tì luôn á, mà một ngày mới xong. Trong khi đó mấy cha nội trên coi trên mạng đồ sao làm chỗ này mắc, chỗ kia rẻ, chỗ này làm lâu, chỗ kia làm nhanh. Ủa muốn làm nhanh em vẫn là sáng làm chiều lấy được mà. Nhưng giờ ráng chịu, hư ráng chịu. Mình đã bỏ một cái đồng tiền của mình ra không hề ít để sửa chữa xe mình lại, tổng lại tu lại. Thì ai cũng muốn cái xe người ta làm phải kỹ, phải sạch và phải đã hết. Thì tay cũng muốn cái điều đó cho khách hàng của tay trải nghiệm. Chứ đâu có thể nào á mà ngon mà rẻ rồi phải nhanh nữa. Hồi đó là vừa ngon vừa rẻ nha, bữa nay thêm cái nhanh nữa, phải bền phải đẹp nữa. Trời, mấy ông cố riết sửa xe mà mấy ông như lập tình máy tính vậy á. Mình muốn sao mình muốn vậy. Cảm ơn mấy cha. Chào em, thì hôm nay bắt đầu anh sẽ vô anh đờ ba anh ráp máy cho xe em. Thì em cũng thấy quá trình mà rửa máy xe em á, trả đồ giờ lại rất là cực. Xe nào cũng vậy á, không phải riêng xe em á. Khi mà chọn anh phải làm kỹ vệ sinh sạch. Giới thiệu các bạn luôn, hỏi làm một cái máy á, có thay hết đồ hay không, xin thưa là không thay hết. Bên đây vẫn là đồ cũ người ta nguyên thao để xài lại. Và trên đây nè, dên, đầu, lòng vẫn để xài lại, phục hồi lại, kêu là bảo dưỡng lại á. Còn tất cả một đống phụ tùng này nè, là em đã thay là nhiều hơn thị trường rất nhiều luôn rồi, bằng phụ tùng chính hãng. Rồi bây giờ mời camera quay vô đó, em coi là giờ cặp lốc của em nè, anh rửa sạch sẽ lại cho em, chỉnh chu hết từng chi tiết ha. Rồi đó, sạch sẽ hết. Và sau đó bánh bơm nhớt này lấy anh cũng sẽ thay cho em nè, bằng lại bánh hãng luôn.
Rồi bây giờ lóc là rửa sạch sẽ hết, sẽ thay bằng mặt đạn container, là mặt đạn máy, 4 mặt đạn container của Nhật. Rồi mặt đạn gen cũng sẽ thay luôn, thay qua 2 mặt đạn gen mới. Cái gen này là bữa là đầu gen là bị dập bên đây rồi đúng không? Anh quay răng lại cho em rồi nè. Đó, tay gen này thay tay, thay lại tay gen Vinh nè, cáp em nè, tay gen Vinh luôn nha. Đợt này là anh mua được có tay gen Vinh, thay lại tay gen Vinh luôn. Đó, mặt đạn gen thay mới, tay gen thay mới. Vậy là má gen hai bên này là của em. Em thì cũng có dân kỹ thuật, em coi chắc chắn em hiểu đỡ hơn những người khác. Số ở đây nè là thay lại bộ số mới, vô trường hợp xe này mà thay bộ số mới là quá chính xác luôn đúng không? Xe này bữa mở ra đầu cúp nhông một nửa gần đụng đúng không? Với tình trạng xe em á thì em coi nè, em báo anh thay thêm bộ nhông xin dĩ nha. Bởi vì nếu mà em không lên anh này cao lắm đi, tháng nữa là xe em dặn ra hết đi rồi. Nè, mời camera vô, em coi được clip này em báo liền giùm anh nha. Các bạn, cúp nhông cũ xe này là nó mòn lẳng luôn, còn chút xíu à. Bộ đồ cũ đâu? Tí tí em cầm điện thoại em nói cho nó chạy vô lấy bộ số cũ đi. Rồi đầu tiên là nhông tải này nè, coi nè. Đó, rửa sạch sẽ thì bắt buộc là xe em phải thay bộ nhông sinh dĩ rồi đó. Em phải báo anh ha. Rồi, ví dụ như nè, mình thay cúp mới vô nè, anh sẽ giải thích rõ ràng khán giả hiểu luôn. Ví dụ cúp mới thì đầu răng nó còn, thì các bạn á, vô các bạn đảm bảo được độ an toàn đúng không? Còn ví dụ như vậy nè, các bạn coi nè, với cúp số cũ các bạn hay hỏi sao em thay số là nó rơ kiểu này nè, lên ra nó giặt hay không à. Đó, rồi á, khi mà một lần mình bảo dưỡng máy, mình đại tu máy đi, thì khách hàng người ta sẽ bỏ ra cầm đi đó một số tiền không là nhỏ để người ta phục hồi lại à. Thì người ta phải muốn xe người ta ngon, xe người ta bền, chứ đâu phải tiền các bạn bỏ ra đâu mà các bạn ý kiến, các bạn nói tại sao thay, rồi các bạn nói không thay thì sao được ấy rồi đúng không? Tiền của người ta mà mấy bạn. Trời ơi, có người nào mà bỏ đồng tiền ra mà muốn xe mình dở không? Không hề có đúng không? Phải muốn xe mình ngon chứ. Vậy là anh thay với rồi mới đóng bạc lại để chi nó khỏi xì nhớt. Rồi lòng anh sấy lên trái cốt 2 cho em đó, và anh thay lòng nè là cũ xài lại nè, bê tông thay mới nè, bộ bạc thay mới nè. Đó, đầu nè anh thay cho em hai số bắp CNC đi bền hơn Vinh rất là nhiều. Rồi số bắp này á mắc tiền số bắp hãng, ngon số bắp hãng, khi nóng nhiệt độ không nở như số bắp VTC hoặc là mấy số bắp lô. Ốc tán những cò anh thay mới nè, cam anh thay cam mới nè, cò anh thay cò Thái cho em nè, đúng chính hãng của Đài Thái Lan luôn nha. Cò này cò Thái nó màu đen nha các bạn, rất ngon, nó mạ đen sẵn luôn, kêu là chui qua nhiệt các bạn. Đó, ghê không? Rồi xong phần đầu ắc cò đồ là anh thay luôn nha, còn hai ắc cò nữa, ắc cò ắc tông là thay đây, hai ắc cò nè. Rồi ắc bê tông đây, trên cái đầu bò nó còn hai ắc cò nè. Hai ắc cò này á rất là quan trọng nha, anh em không có hiểu độ quan trọng hai ắc cò này đâu, nhỏ nhưng mà cực kỳ có vỏ, hiểu không em trai? Ắc bê tông là thay cho bê tông mới, thay tay dên mới là phải ắc bê tông hãng luôn, không bao giờ gãy. Xài ắc bê tông lô có mấy ngàn cái à, phải gãy thôi mấy em trai, đâu mà có vụ tiền ít thích chinh thơm. Cái đó là chỉ có trong giấc mơ của mấy em thôi. Cuộc đời thằng sửa xe con cu còn dính nhớt, mà em đòi em đi quen người mẫu, đi quen Ngọc Trinh, em mơ có đâu em nội. Nhưng mà tiệm đây cũng điển có, vô bên tay ra có đồ đó, vô là đó, thấy chưa? Vậy mà cầm iPhone 13 là nghe không á nha anh em, dữ lắm quá. Rồi này là em đưa nè, anh xài lại cho em nè, ngon em trai, không bị gì đâu. Nhưng mà anh sẽ đây cho em một cái chuồng heo mới, chuồng heo cũ của em người ta tán chuồng heo lại rồi. Anh hồi xưa giờ bất cứ nồi nào anh làm anh không đều tán, đều anh đều không có tán hết á. Nè các bạn coi nè, quay trên qua xuống liver lô nè các bạn, liver Vinh nè, liver Vinh hãng là mỏng lắm, thanh lắm, nhỏ nữa, bằng thép. Còn liver lô của mình là nó như vậy nè đó. Và tại sao thay nè, những cái cạnh này nè các bạn nó bị khuyết nè đó, thì vô nó sẽ kêu các bạn, nó kêu bố thay luôn. Chuông anh cũng thay cho em một chuông mới, anh giữ lại cùng nhông này của em thôi. Toàn bộ nè, Ron nè, Ford nè, Sơn Cam nè, Sơn Đề nè, lá bố hãng rồi. Cốt bằng số anh thay mới hết, lá bố này quan trọng lắm nha các bạn. Ráp một cục máy á, nhiều anh em á nói tao nhận full cục máy luôn, có 1 triệu bạc. Mà cái đó 1 triệu đó 10 năm về trước á.
Nhưng còn giờ mà ráp cục máy chịu chắc cũng hơi hiếm rồi, chắc cũng không còn luôn rồi. Thì đủ sao mà mua lá bố hãng. Tần suất sử dụng của chủ xe rất nhiều, chở đồ không nặng nha, nhưng đi rất nhiều, một ngày anh đi tỉnh là phải 100 mấy chục cây á, và đi liên tục. Thì mình đi bố này vừa bắt vừa bền, chịu nhiệt cao, nóng lên không giãn nở bố, cực kỳ thích hợp cho anh cha này. Đồ mà sử dụng đồ hãng mà biết canh chỉnh cái bộ nồi, vô số vừa nhẹ chân mà vừa bạc rất là sướng. Rồi chốt lại, coi clip xong nhớ báo thay cho ông dĩa 4 em rưỡi 5 em rưỡi nha em nội, đừng cừ nãy giờ quên đi. Cảm ơn.